đồng hồ. À, uy tín giới thiệu bạn bè, uy tín. Các bạn đã biết nhau từ thời xưa rồi. Vâng. Vâng, cháu chào chú ạ. Vâng, chú giới thiệu về mình nhé chú ạ, cho được một thức tín là mọi người biết ạ. Ừ, chú ở quê Xuân Trường. À vâng. Thì, hồi xưa chú cũng cậu là quê đồng hồ lâu rồi. Vâng. Chú biết là ông ngoài nhà Đức Tín. Vâng. Ở lên trên này là chú ở Xuân Trường chuyển lên. À, đây là Xuân Trường Nam Định. Vâng. Rồi là lên trên này bảo dưỡng, có mua, gặp mua thêm. Vâng. Nghe cái đồ đồng hồ. À, Tín Tín giới thiệu bạn bè. Vâng. Uy tín. Các bạn đã biết nhau từ thời xưa rồi. Vâng. Bạn đã biết từ thế hệ rồi. Thế hệ trước, thế hệ ông cụ đấy. Ông cụ đấy. Vâng. Thì cửa hàng cháu thì có 6 anh em thì cũng là chuyên môn về kỹ thuật rất là tốt. Và đây hôm nay thì đến bảo dưỡng cho chú thì cũng rất là vui. Chú biết cháu nên tôi cảm ơn chú rất là nhiều. Và hy vọng là chú ủng hộ thêm cửa hàng cháu nữa và có thể giới thiệu với lại các anh em bạn bè của chú về cửa hàng đồng hồ của cháu, không những là rồi. Sửa chữa bảo dưỡng mà còn rất là nhiều đồng hồ khác nữa. Rồi rồi. Vâng. Vâng, thế chú thấy hai em này tuy trẻ rồi nhưng mà thấy hai em này về làm sửa chữa bảo dưỡng thế nào ạ chú? Nói chung là trẻ nhưng mà bây giờ kính thật với học hỏi với nghề gia truyền là làm tương đối tốt. Vâng. Cẩn thận. Vâng. Đấy, thì hai em cố gắng nhá. Tuy trẻ là nhưng mà như đây là em Nam này cũng được kinh nghiệm là 7 năm trong nghề rồi. À, còn đây là em Tú này cũng mới bắt đầu học cách đây nửa năm. Và cũng đang biết dần rồi. Dần dần trau dồi kỹ thuật. Và hết cho cảm ơn chú nhá. Vâng. Cảm ơn chú. Em bắt tay chú. Vâng, cảm ơn chú. Đi nói hơn tí một đợt đoán này. Không hình dung được. Nhưng nó là hàng độc rồi, không có đôi thứ hai. Đúng rồi. Không đôi thứ hai. Đấy đôi màu chứ. Chắc đi đâu tìm đôi thứ hai hơi khó. Không bao giờ có. Chiếc này là chú mua bao nhiêu lâu rồi? Tại đấy chỉ vàng. Đi chơi mà mua được cái đồng hồ này. Đi xuống cái gì nhỉ? Xuống Giao Thịnh cái gì ấy? Đấy chỗ đấy nắm nhiều nhà thờ hết. Giao Thủy. Không, dưới hiện Giao Thủy nhưng mà gì đấy là giao gì ấy? Giao Thịnh, Giao Xuân. Giao Thịnh chỗ đấy nhiều nhà thờ, chỗ đấy nhiều hết. Cáo nhà đấy chơi cũng không lẽ. Thích quá lại mua. Cũng không phải thích. Mà là thấy vừa cái tiền nó chả đáng bao nhiêu thì thôi. Mua thì mua.